Con muốn hỏi thay vì hỏi thầy vì sao con nằm mơ. Con thấy cắt cổ mấy con gà mà con khóc tỉnh dậy mà nước mắt vẫn chảy ngủ lại vẫn thấy như vậy. À, cái vấn đề là bây giờ người ta muốn nghe là sư muốn nghe sư phán là thí dụ như là dông theo gà nhập, người ta muốn nghe những cái thứ như vậy, chứ còn mà bây giờ mình nói là nó chỉ là giấc mơ thôi, đừng có để ý tới nó, thì người ta không chịu tin. Bây giờ nó như vậy đi, tính từ thời điểm mà quý vị mơ như vậy nè, một tháng sau mà quý vị ngày nào cũng mơ thấy như vậy đó, hẳn hỏi lại sư. Chứ còn mà bắt sư đoán điềm giải mộng mấy cái kiểu này nó mệt lắm. Tại vì giấc mơ mà.